Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giao ban xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Phiên họp đã xem xét cho ý kiến về việc quản lý, rà soát, sắp xếp và xử lý xe ô tô phục vụ công tác chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, kết quả đánh giá xếp hạng chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2019, đề án tiếp tục phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030, thăm tặng quà người có công, gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chủ trương đầu tư cho dự án khu đô thị sinh thái Dream City của công ty cổ phần Vinhome trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Phát biểu kết luận hội nghị về việc quản lý, rà soát, sắp xếp và xử lý xe ô tô phục vụ công tác chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Hưng Yên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, đây là chỉ thị của Chính phủ và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên phải nghiêm chỉnh chấp hành. Việc rà soát, sắp xếp phải thực hiện chặt chẽ và đồng bộ theo hướng các xe ô tô sẽ giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị tự quản lý, không tuyển thêm lái xe mới và thực hiện đấu giá đối với số xe dôi dư. Đối với việc thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ, cần tăng cường nghiên cứu khoa học ứng dụng, giảm thiểu những đề tài chưa thiết thực, huy động nguồn nhân lực từ các sở ngành trong tỉnh cùng tham gia nghiên cứu để tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn và tăng khả năng áp dụng với điều kiện thực tiễn của mình. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là ở cấp xã, triển khai việc thực hiện chữ ký số đối với việc thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ, yêu cầu Sở Lao động Thương binh Xã hội cùng các địa phương rà soát không để thiếu, không để nhầm và đảm bảo chất lượng của quà tặng. Việc tổ chức đi thăm, tặng phải gọn nhẹ và trang trọng. Sau khi hết lệnh cách ly trong xã hội, cần đẩy nhanh việc thực hiện hỗ trợ xây nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Sở Công Thương cần rà soát, hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực có thương hiệu của tỉnh, đẩy mạnh việc thành lập và phát triển các làng nghề để tạo việc làm cho lao động các địa phương. Đối với dự án khu đô thị sinh thái Dream City, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các căn cứ pháp lý, cơ chế chính sách, giải trình những nội dung các bộ yêu cầu và hoàn thiện hồ sơ dự án để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xin ý kiến Hội đồng Nhân dân tỉnh.